Mày tỏ chơi một trận, làm thuốc. Còn con mồn ấy, học nữa học mãi cũng thế, phí tiền lắm. Em bỏ ở đâu? Không bỏ quán chết. Nhà của tao, bố tao bảo những gì ở trong này đều là của tao hết. Bố mẹ ơi, muốn đánh con. Rồi, đây đây đây. Tao làm sao không? Hả? Sao lúc nào mày bắt nạt thằng em mày thế? Hả? Bố mẹ chừa mày quá mày hư à? Mư. Thôi anh chừa gì đã bằng con như thế rồi. Bây giờ mình phải hỏi đầu đuôi xem có chuyện gì xảy ra chứ. Lúc đáng bênh nó. Con gái con đứa đẻ ra đã không được tích sự gì rồi. Bây giờ mà không dạy, lớn lên làm cướp à? Trước mặt con mà anh nói cái gì thế à? Moon, con nói cho mẹ nghe xem nào, xem có chuyện gì đã xảy ra. Con không phải mẹ tôi, con phải là Moon đi. Ôi gặp, con bắt sợi này, con vào đây. Mày tỏ chơi một trận, làm thua. Anh, thôi. Đừng đánh con như thế nữa. Nhẹ nhàng bảo ban của cha anh. Anh cứ sồn sồn đến như thế à? Mà còn con nữa, chắc con lại đánh hanh với chị đúng không? Con cứ suốt ngày đánh hanh như thế thì không ai chơi với con đâu. Con đi vào trong phòng, ngồi suy nghĩ lại những việc mình đã làm đi. Tí nữa mẹ sẽ ngồi nói chuyện với con. Moon ơi, mở cửa cho mẹ. Moon. Wow, Moon. Vào đây nào, vào đây nào. Xin giới thiệu với cả con. Đây là mẹ Linh và em Bo. Từ bây giờ mẹ Linh và em Bo sẽ sống chung với cả bố con mình. Và đặc biệt con phải luôn luôn nghe lời mẹ Linh và trông nom em Bo cho cẩn thận nhá, hiểu chưa? Cô đấy không phải mẹ con không thích. Ok. Thôi không sao anh ạ. Chắc con bé nó chưa quen nên mới phản ứng bất ngờ như thế. Cứ để dần dần rồi em nói chuyện với con nhá. Thôi cứ mặc kệ nó đi. Anh thấy nó càng lớn càng xấu tính giống mẹ nó. Ôi, bố đã chuẩn bị cho Bo một căn phòng thật nhiều đồ chơi rất là đẹp rồi. Con đi chơi nhá, có thích không? Có ạ. Đi, vào luôn. Alo, em à. Ừ, anh bảo này. Bây giờ em đăng ký cho Bo hết đi. Tất cả nhá. Đấy, ở trung tâm có cái gì tốt ấy, em đăng ký cho Bo học hết đi nhá. Con trai ấy là phải toàn diện, khỏe mạnh, giỏi giang thì mai sau là mới nối nghiệp anh được nhá. Còn con Môn ấy, học nữa học mãi nó cũng thế, phí tiền lắm. Dạy nó làm mấy việc nội trợ trong nhà được rồi. Em cứ nghe anh đi, không việc gì cả nhá. Moon ơi!
Sao cháu lại ngồi đây một mình đấy? Em Mun đi đâu rồi đấy? Thì bố mẹ cháu đâu? Cháu không biết. Thế để cô đưa cháu đi tìm em Mun nhá. Vợ ơi, về rồi đây. Mun, xong rồi dọn dẹp nhà cửa cả mẹ đi để ngồi đọc truyện là thế nào? Em bỏ đâu? Mun, vào gọi em bỏ ra đi, rồi hai chị em đưa giúp mẹ dọn nhà cửa nhá. Đánh vào gọi nó cho. Làm sao không? Bị đau không? À. Mày quay ra đây. Mày. Anh, đừng đánh con. Em đứng ngoài bênh. Anh phải đánh cho nó chưa? Hôm nay nó dám bỏ em nóng mình ở công viên. Nếu như không đánh thì nó có dám làm chuyện gì tày trời nữa. Anh đánh thì anh đánh em đây này. Đừng có đánh con. Em là mẹ. Em không dạy dỗ con tử tế nên mới để xảy ra chuyện như thế này. Mùn, tại sao con lại làm như thế hả? Bố không còn con nữa. Bố chỉ nhận em vô thôi. Bố lúc nào cũng bảo lũ vịt giờ nuôi trong nhà chỉ vì có ví gạo. Em vô là con trai, phải cưng chiều, sau này còn nối nghiệp bố. Có phải mỗi ngày em vô là con ruột của bố đâu. Con cũng là con ruột của bố mà. Đấy, anh thấy chưa? Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, con nào mà chả là con. Nếu ngày hôm nay mà xảy ra chuyện gì thì có phải là người làm bố làm mẹ như em và anh sẽ dây dứt cả đời không hả? Mun, không phải đâu con. Hai chị em đều là con của bố và mẹ, nên bố mẹ yêu thương hai chị em như nhau. Sao cô không mắng cháu? Con cũng là con của mẹ mà, hai chị em phải yêu thương nhau, biết chưa? Lại đây. Sau này bố mẹ già rồi, hai chị em phải biết yêu thương tình bạc với nhau. Xin lỗi chị, lần sau em sẽ không như thế nữa. Cho bố xin lỗi nhá. Tất cả là tại bố. Lần sau bố sẽ không đối xử như thế nữa. À thôi, bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Chắc cũng muộn lắm rồi đấy. Thế thì hôm nay mẹ Linh sẽ không cần phải đi chợ nữa. Bố sẽ chiêu đãi cả gia đình mình đi ăn lẩu nướng, được không? Được ạ. Vâng ạ. Yeah! Đi!